Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 8 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới nối dài đà giảm xuống mức thấp nhất gần một tháng trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Ba và thứ Tư do đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh sau số liệu thương mại ảm đạm của Trung Quốc. Ở trong nước, giá vàng biến động trong vùng hẹp. Theo đó, giá vàng miếng duy trì ở trên ngưỡng 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tuy vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được giãn rộng lên mức 12 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56 triệu đồng một lượng và 56 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 270 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 600 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 750 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 700 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 750 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 750 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 770 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu 750 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 734 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 734 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, đồng đô la Mỹ tăng vọt sau khi Trung Quốc công bố nhiều số liệu kinh tế gây thất vọng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vàng giảm. Trước đó, số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy
Cả xuất khẩu và nhập khẩu của nước này trong tháng 7 đều giảm mạnh hơn dự báo, đẩy cao mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Điều này thúc đẩy giới đầu tư toàn cầu bán những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu và mua vào đồng đô la Mỹ để tìm kiếm sự an toàn. Giá trị xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới trong tháng 7 đã giảm 14,5%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2 năm 2020 vào thời kỳ COVID-19. Nhập khẩu trong tháng 7 năm 2023 cũng giảm 12,4%. Những con số này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phải sớm thúc đẩy các biện pháp kích thích. Các số liệu kinh tế ảm đạm nói trên làm gia tăng khả năng hoạt động kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ chậm lại trong quý 3 năm 2023. Điều này làm gia tăng lo ngại nhu cầu vàng cũng sẽ giảm. Vàng là một hầm trú ẩn truyền thống, nhưng ở thời điểm này, vàng đang bị đồng đô la Mỹ lấn át. Ngoài ra, giới đầu tư còn đang thận trọng với vàng trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 7 vào hôm nay thứ Năm. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác, thể hiện qua mức tăng 0,5% của chỉ số đồng đô la Mỹ Index. Do vàng được định giá bằng đồng đô la, nên đồng bạc xanh tăng giá gây áp lực giảm giá lên vàng. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tháng 7 của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc nhẹ so với tháng 6, trong khi chỉ số CPI lõi dự báo tăng 4,7%, thấp hơn 0,1% so với tháng 6. Nhà phân tích thị trường cấp cao, ông Edward Moza của công ty dữ liệu Oda nhận định, đang có nhiều mối lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế có thể yếu hơn nhiều so với những gì dự báo trước đây và điều này thúc đẩy giới đầu tư mua đồng đô la Mỹ. Báo cáo lạm phát sắp được công bố sẽ ảnh hưởng quan trọng, nhưng quan trọng hơn phải là báo cáo lạm phát công bố vào tháng tới. Như vậy, chúng ta có thể còn chứng kiến giá vàng giằng co nhiều trong ngắn hạn. Báo cáo lạm phát tháng 8 dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng 9, sẽ là một căn cứ quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Phát biểu hôm thứ Hai tuần này, Thống đốc của Fed, bà Michelle Bowman cho rằng cần phải tăng thêm lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh tại New York, ông John Williams dự báo lãi suất sẽ bắt đầu giảm từ năm tới. Chiến lược gia trưởng, ông Ole Hansen của ngân hàng Saxo Đan Mạch nói với hãng tin Reuters, các ngân hàng trung ương đã mua dòng vàng nhiều kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Các nhà giao dịch và đầu tư trên thị trường vàng tương lai và ETF vẫn hoài nghi về khả năng tăng giá của vàng. Phản ánh tâm trạng kém lạc quan về triển vọng của giá vàng, khối lượng vàng do quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR nắm giữ đang ở mức thấp nhất trong 5 tháng. Hiện, quỹ đang nắm giữ 903,69 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.